có bao nhiêu sợi dây hoàn thành trên tổng khối lượng? Lên chi? Hôm nay là việc đi đấu, ngày mai là nghỉ rủ đi chơi, nghỉ xin đi nghỉ. Các bạn khác cũng đấu thì không có tiến độ đúng không? Thì nếu mà theo những cái đường cũ, cái đường cũ như cũ, như cái cũ mình làm á, là cái bạn trước đó mình phải đánh, mình đấu xong thì nào mà lấy cái bút dạ quang mình đánh dấu lên, mình sợ nhìn rối đóng luôn, rồi mình phải làm tới lật lui, rồi mình coi tới lui, sợ là chưa đấu là mình đi dò. Nhưng mới này sao? Hoặc là chỉ cần mở cái số quang lên, cái sợi nào đấu rồi không còn này nữa, ẩn tạm thời ẩn đi, và việc người đó là tiếp tục những hình tiếp theo, không có suy nghĩ mà mình tính kế thừa. Với lại là ở đây nó có chức năng là con mình gửi email, sợi này đáng lẽ là sợi sợi dây 1.5, nhưng mà sao bản thiết kế, bản thiết kế là 0.0 à, trong tiêu chuẩn đi còn 1.5 mà dây tín hiệu là thấp nhất không được 1.0, thì chỗ đây nó có cái ô, mình sẽ có cái công, mình đánh vô là gửi bản thiết kế là chỗ này sợi dây này sai rồi, phải là dây 1.5 thì gửi email là được, là bản thiết kế đó có chức năng chỗ này. Và cái Epiline Smart Quarry này nó là phần của thằng Professional hay là sao? Nó là một cái phần mềm riêng nằm rời. Và khi các bạn làm một cái dự án xong á, thì chúng ta có cái file dự án đúng không? Thì chúng ta dùng cái phần mềm này chúng ta import vào. Thì dùng cái file dự án mà diagram của mình hay là dùng cái file... Nó nằm chung trên một project mà. Dù cho dù 2D, 3D nó chung là một project mà. Thì chúng ta import vào đây thôi. Chúng ta import vào đây chúng ta xử lý thôi. Tiến tới một bước cao hơn nữa, cái này các bạn xem trên YouTube cũng có luôn, có nghĩa là dùng công nghệ thực tế tăng cường. Nó có hai nghề thực tế, hai công nghệ nha, là thực tế ảo là VR, là VR, còn đây là công nghệ thực tế tăng cường là AR. VR là virtual reality á, rồi còn kia là augmented reality, nghĩa là thực tế tăng cường. Thực tế ảo là nhìn vô nó là nó ảo, nghĩa là 3D thì dùng ảo hết, còn thực tế tăng cường là nó mô phỏng trên cái thực tế của mình. Các bạn chơi Pokemon Go là đó là thực tế tăng cường, nghĩa là chúng ta quay ở ngoài nhưng mà xuất hiện cái con Pokemon đó, chính là thực tế tăng cường, tăng cường cho thực tế, như vậy thì dễ hiểu. Thì sau khi mình dùng cái phần mềm này nè, các bạn cầm cái sợi dây á, nó có cái in hình số dây đúng không, các bạn đưa vào máy quét nó chụp một cái xong thì cái phần mềm này tự động nó sẽ tự động nó nhảy tới đúng cái số dây đó luôn, đúng vị trí của cái dây luôn, là mình biết luôn là cái dây đó là đi từ đâu tới đâu và mình bắt đầu mình đấu nối, chứ không có cái bước là mình tới đây mình cầm cái sợi dây xong rồi tới đây mình mới đi tìm cái sợi dây. Bây giờ nó là một bó cái 200-300 sợi vậy, biết lục như thế nào, mình chọn cái bằng, mình chọn đại và chọn đại xong bên đây, lên đây là bọn cái lọc ra cái tiền, cái tiền đúng không? Thì cái người đấu nối á, người ta sẽ đeo cái kính thực tế tăng cường. Đấy, giống như cái điện thoại của bạn cho cái Pokemon Go thay vì các bạn cầm gì thì bạn đen mắt vậy đó. Thì khi người ta nhìn vào cái tủ đây nè, thì tự động nó sẽ highlight cái thiết bị của bạn đó. Từ đây nè, nó sẽ highlight lên cái thiết bị đó là nằm ở đâu. À, cái dây nó đi như thế nào luôn. Hiểu quá rồi. Đây, lúc này bảo vệ của bạn còn ý nghĩa gì không? Không có ý nghĩa. Lúc này bạn đấu sai là do cái bản thiết kế, bạn thiết kế sai. Nha. Bạn thiết kế sai dù đấu giữa thông chừng 24V nhưng không vô đi server đấu ngược. Bạn đi lắp ngược là lúc này là bạn không có nhìn bản vẽ. Đúng không? Tôi không có sai sót. Vì khi tôi đọc bản vẽ mà tôi sai sót là do cái anh thiết kế sai, là đấu vô cháy nguồn mất tiêu. Cháy đi xe nguồn là do cái người thiết kế. Thì lúc này nó highlight lên luôn rồi, như là nó sẽ highlight cái tiền. Và highlight luôn cái chân nó, cái tiếng dây nằm ở đâu. Cái video này trên YouTube có. Các bạn cứ lên cái search Implant, xong các bạn vào cái trang của Implant đó. Thì Implant nó có nhiều khu vực lắm, các bạn vào nó cũng được. Các bạn coi. Rồi các bạn có ý kiến gì? Cái này đúng như là nó hạn chế sai sót của form production. Chính xác, mình quay lại cái slogan của Implant là Efficient Engineering, có nghĩa là giảm bớt những cái công việc mà chúng ta làm bằng tay. Công việc làm thủ công. Mà chúng ta làm thủ công thì đằng nào cũng phải có xảy ra sự sai sót. Còn có phần mềm bố trí 3D á, ví dụ mà tủ điện mà có con 2, con 3, con 4 rồi đó, là khi mà mình kéo xong nó có kiểm tra được cái
không? Mình xin trả lời luôn ở đây là Implant nó tạo ra để nó phục vụ những công việc chung nhất và mọi người cùng làm nhiều nhất, chứ nó không có phục vụ những cái yêu cầu của bất kỳ một ai, thì cái yêu cầu nó không bao giờ khỏe. Thì mình trả lời như vậy, mình chỉ trả lời là có hay không, chứ còn sau này không nói Implant sau này có phát triển không, cái đó mình không biết được. Thì người ta thấy là hàng trăm công ty, hàng ngàn công ty họ đều làm công việc đó, và họ đánh giá là các công việc đó là cần thiết và cần phải giảm thiểu, tăng được cái hiệu suất lên, rồi hiệu suất họ sẽ làm cái việc đó. Mình quay lại tí xíu về cái phần 3D. Cái phần 3D thì cái mô đồ 3D cũng có những công ty mà làm cái tủ lửa của đặc phong tiêu chuẩn, nghĩa là ưng thì làm cao, ưng thì làm ngắn, ưng thì làm rộng. Hỏi bây giờ tôi có cái 3D, tôi có thư viện 3D, tôi bảo xuống bột rồi, tôi có thể đưa vào trong Implant xong tôi cắt gọn rồi tôi bóp méo rồi vân vân không, chứ là Implant không hỗ trợ việc đó. Implant làm việc tiêu chuẩn, Implant cũng có làm việc như là xin mời bạn qua solid gold, quay lại solid gold rồi xong bằng sửa xong bằng inbox và Implant bạn làm, chứ Implant không có làm những việc hết. Nên là cái tủ này khi bạn công ty mà có tiêu chuẩn hoặc là bạn sử dụng một công tiêu chuẩn của Rita hoặc bất kỳ hãng nào nha, chứ không phải riêng gì Rita, nhưng mà tại vì Rita là cùng chung một đoàn nên là thư viện này rất nhiều, thì nó sử dụng những cái thư viện tiêu chuẩn đó để mình thao tác tiếp theo, mình xử lý tiếp theo. Rồi, next story thì mình giới thiệu, chỉ giới thiệu sao nó đi dây 3D được, các bạn thấy không? Là uống cáp, vân vân. Cái này là chuyên chế tạo máy, cái này bên xe cơ giới. Những công ty lớn như Boss. Boss, khi nhắc tới Boss thì mọi người rất là hay nghĩ tới là Boss là làm nhiệm vụ công tay không phải. Nhiệm vụ công tay chỉ biết 10% của dân số của Boss. Và Boss, cái dân số lớn nhất của Boss chính là bộ mô tô. Tại vì nó nằm trong mô tô không ai biết á, nhưng mà thực ra cái dân số lớn nhất là mô tô như Boss nằm thẳng là một số cái dây V-Bell, không phải V-Bell mà dây V-Bell ép cho số CVD của mô tô chứ số tự động á. Cái nhà máy thì to sản xuất một cái đó thôi, nhưng mà đừng nghĩ là Boss thì mình là một tay nha, 1% thôi.